Quy định gặp nam không đồng ý chất vào sân số 2 thi đấu. Xin nhắc lại, trên sân số 2 thi đấu nội dung đơn nam nhóm 2. Xin mời Giải Quy định gặp nam không đồng ý chất vào sân số 2 thi đấu. Sau các trận thi đấu trên sân, môn cầu lông tạm nghỉ tối nay đúng 19 giờ khai mạc xong và tiếp tục thi đấu.
Chơi đầu quá lên, chỗ cao chứ đưa được.